Muốn gì? Mỗi muốn gì? Rồi, muốn kẹo nữa hả? Kẹo gì? À, kẹo mì hả? Hay giờ con xé đi, con xé hai bịch đi. Ê, xé được không? Xé được không? Thế không được rồi, để bà bãi xé cho. Nhẹ nhẹ thôi. Từ thôi nha con, từ từ thôi. Từ từ nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Mua một bịch bánh tán vậy hả? Hả? Bánh tán này bánh tán gì vậy muội? Ở nhà còn, ở nhà còn mấy hộp thích xin cái nào nè con cầm đi mày lấy cho cái nào, cái này phải không, cái này hả, được không? Đúng chị ơi. Ơi nè muối mua về cho cậu ba. Cho cái kẹo hamburger. Cái gì? Thôi cái này ở nhà có rồi, nãy mới khui xong rồi, hồi về cho con nè. Cầm đi, mua bánh khác đi. Đi qua đây. Mua bánh này không? Nè, không ăn bánh này nữa hả? Rồi. Này bánh gì? Bánh hamburger hả? Mì tròn rồi mũi. Mì tròn cũng ăn hả? Không ăn hả? Chính chiền à? Ủa sao cái này có 5 hộp vậy? Có 5 cái này bà bãi bán lẻ rồi hay sao á? Hết hình rồi. Trời, xe quá trời xe. Bánh về cho anh hai ăn. Mùi ơi, mùi đi học về vô vô. Nay mùi chiến lợi phẩm gì mùi vô, mùi khoe anh hai coi. Chiều nay mùi đi học về tối quá trời luôn các bạn ơi. Mùi mua cái gì nè? Mùi mua bánh. Mùi mua bánh ở tiệm bà bãi. Bánh lăng nữa nè con. Còn lê nữa. Mùi mua lê về cho hai anh em ăn. Mùi không xách này vô luôn mùi. Anh hai đâu, anh hai đâu, anh hai xuống không? Ủa em mua bánh về, em mua nhiều hàng mới hay lắm cậu ba. Anh hai mừng đi, lấy bánh giấy cho anh hai ăn đi cậu ba. Mua làm gì vậy? Mua ăn bịch đó thôi nha cậu ba. Cậu ba nè, kẹo hamburger hay không hay không? Rồi mỗi ăn kẹo mì nữa nè, kì kẹo mì nhiều màu nè, cộng thông nhiều màu, hay chưa, hay chưa? Còn viên gì ngủ sắc hồi nãy đâu mất tiêu rồi mũi, cầu vồng hồi nãy đâu mũi. Đây cậu ba nhìn nè, đẹp chưa? Trời ơi đó, cho anh hai ăn miếng rồi. Thôi thôi thôi, tưởng cho anh hai ăn đó, anh hai ăn đó, anh hai hò cộng mì, anh hai còn đang hò đâu đâu đâu, cho mẹ ăn cộng coi có màu hả mũi, còn màu nào nữa không? Trời ơi nhiều màu quá. Ủa thơm, cái bịch kẹo này thơm ghê cậu ba. Thơm hả? Ừ mũi xé ra nè, thơm phức luôn á. Thơm quá chừng, thơm luôn. Phát hiện anh hai nhiều màu nữa. Anh hai là sao? Anh hai mặc áo mà cái hiệu nó lạ lạ. Anh hai đó, anh hai xé cái hiệu ra rồi đó. Áo anh hai, ôi ngon quá anh hai, che kìa, che che che, đã quá. Ôi mỗi đi học mới về mỗi làm gì trước tiên con? Lo kẹo. Cậu ba con mới đi mua bánh về, hơn anh hai tôi mới đi mua bánh về, hơn mẹ con mới đi mua bánh về. Ok. Đi học về đi mua bánh rồi đem trái cây xuống rửa cho anh hai ăn. Anh hai chỉ có ăn dạ, lê thôi. Được mấy thẻ nè, thấy không? Thôi đã. Mùi sưu tập thẻ gì mùi? Này là Hero gì? Hero Team. Hero Team. Rồi mua lê này cho anh hai nè, anh hai ăn cho hết ho. Rồi bye bye các bạn đi anh hai. Chào bạn, bye bye. Bye bye. Bye.
Ủi ơi, chào các bạn. Rồi mua đi thay đồ không? Hồi chưa cởi áo khoác ra, nó tội nghiệp ghê chưa? Có ăn không à? Bánh là quan trọng nhất rồi. Rồi ăn cọng màu xanh đi, ăn đi. Giống con run luôn hay mọi. Rồi cậu ba dọn dẹp cậu ba. Cọng màu vàng nữa hả? Cậu ăn luôn đi. Anh hai ăn bánh giấy. Anh hai ăn đi. Bye bye, chào tạm biệt hai anh em nha. Mẹ thì nó bình dương lắm, nó có còn vòng với hình vuông nữa. Làm sao con? Nên cút cái chừng nó bể hết. Kẹo đó cho cậu ba, kẹo bình dương cho cậu ba.